Xin chào tất cả quý khách hàng đến với video tiếp theo của cơ sở đồ gỗ Đông Anh. Vâng, hôm nay là ngày 24 tháng 11 năm 2023 dương lịch. Vâng, trước mặt quý khách hàng là cặp lục bình cao 1m7 của anh Tuấn ở bến xe Gia Lâm nha quý anh nhá. Em chuẩn bị là chở đi ra bến xe Gia Lâm cho anh. Lần này anh đã về cơ sở em xem mộc trực tiếp cũng là ký tên vào sản phẩm. Đây. Đấy, chữ ký của anh ấy nhá. Rồi. Rồi, và bây giờ em sẽ bọc cũng như là chuẩn bị xếp hàng lên xe cho anh Tuấn đây. Và chuyển sang bến xe Gia Lâm mà anh ấy sẽ gửi về Quảng Trị nha mọi người nhá. Anh ấy mua kính biếu và mua tặng. Cặp lục bình chất liệu gỗ sa cừ đỏ, cao 1m7, đường kính 47 phân và giá là 13 triệu, hàng trơn không đục cái gì cả. Hàng trơn nha quý anh nha. Đấy, người thấy đường vân này cực kỳ là đẹp nhá. Rồi. Vân cực kỳ là đỉnh. Vân cực kỳ là đỉnh. Cặp trơn tuột, cao 1m7, đường kính 47 phân. Hàng chúng em là chọn trơn cú, chọn vân nha. Cảm ơn dập không khác. Chọn vân cực kỳ là đẹp. Đấy. Nếu mà quý khách hàng là một xem mộc trực tiếp thì có thể đến về tận cơ sở em theo địa chỉ là ngõ Bắc Châu Phong, Liên Hà, Đông Anh, Hà Nội để xem hàng trực tiếp. Hoặc là quý khách hàng có thể lên website của chúng em là domodomanh.com để xem thêm các mẫu mã cũng như là sản phẩm. Hoặc là quý khách hàng cần tư vấn hãy liên hệ ngay với em theo số điện thoại là 0944222266 hoặc là 0386666789 nhá. Và video của chúng em xin kết thúc tại đây và hẹn mọi người vào video lần sau ạ.